Thưa quý vị, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa tạm giữ hai đối tượng Hoàng Ngọc Quang, trú tại xã Hòa Bình, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên và Hà Thu Hiền, trú tại xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, cùng sinh năm 2000, để điều tra về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Tháng 7 năm 2023, Hoàng Ngọc Quang được Công ty Cổ phần Thương mại và Liên kết Nano, địa chỉ tại thành phố Hà Nội, phân công làm nhiệm vụ quản lý phòng giao dịch tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Còn Hà Thu Hiền là đại diện về mặt pháp luật. Tháng 12 năm 2023, Quang và Hiền đã đặt mua 3 giấy chứng chỉ huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy trên mạng với giá 900.000 đồng một giấy chứng nhận. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định các chứng chỉ trên là giả. Các đối tượng Hiền và Quang đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện thu giữ 3 chứng chỉ đào tạo giả ghi trường Đại học Phòng cháy chữa cháy cấp ngày 28 tháng 12 năm 2023 cho Quang và Hiền và một nhân viên khác của phòng giao dịch. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, hiện nay các dòng sông chảy qua địa bàn tỉnh Phú Thọ đều trong tình trạng thiếu nước, nhiều trạm bơm nước phục vụ sinh hoạt cho người dân gặp khó khăn. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài thì nguy cơ hàng nghìn hộ dân sẽ thiếu nước sinh hoạt và sản xuất kinh doanh. Hiện một số trạm bơm cấp nước thô của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Thọ ở tỉnh Phú Thọ đều trong tình trạng bị treo giỏ. Tại trạm bơm cấp nước cho thị xã Phú Thọ, dòng chảy nước sông Hồng thay đổi, phù sa lấp kín miệng giếng thu và ống hút bị nứt gãy. Sự cố này đã gây khó khăn cho việc đưa nước vào sản xuất phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất kinh doanh của khách hàng trên địa bàn. Hiện tại là do mực nước sông là xuống thấp, họng hút máy bơm là không hút được nước, nên là giải pháp thì là Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Thọ là đào khơi thông cái nguồn nước cấp vào công trình thu. Đồng thời là khi mà cái mực nước sông mà xuống thấp hơn so với đáy công trình thu thì công ty là sẽ phải nối thêm dài họng hút để đảm bảo là cấp nước cho nhân dân trên địa bàn. Đến thời điểm này, tình trạng thiếu hụt nước trên các sông ở Phú Thọ vẫn tiếp tục diễn ra. Việc bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho người dân còn gặp khó khăn. Trong lúc khó khăn hiện nay, người dân cần sử dụng nước hợp lý, tiết kiệm và chủ động tích trữ nguồn nước để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của gia đình. Thưa quý vị, ngày 8 tháng 1 tại thành phố Buôn Ma Thuột, Hội Tư tâm Đắk Lắk phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức lễ trao học bổng Đọt Chuối Non lần thứ 17 cho 121 học sinh tại 15 huyện thành phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Quỹ từ thiện của Hội Từ Tâm Đắk Lắk có khoản tiền ký quỹ ban đầu là 1,3 tỷ đồng do các nhà hảo tâm đóng góp với mục đích hỗ trợ nạn nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tai nạn và các đối tượng đặc biệt nghèo khó, yếu thế, cần sự trợ giúp của xã hội, đem lại nhiều giá trị tốt đẹp cho thế hệ trẻ. Đây là lần thứ 17 lễ trao học bổng Đọt Chuối Non được tổ chức. Chương trình đã nâng đỡ, khích lệ, lan tỏa cho hàng nghìn tấm gương sáng, hiếu học, vượt khó của ba tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Gia Lai. Ngoài số tiền học bổng quà tặng đã trao trị giá 4,7 tỷ đồng, chương trình còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ sống đẹp, có nhiều đóng góp cho cộng đồng, vun đắp tình yêu quê hương đất nước. Thưa quý vị, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số luôn là nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Họ là cầu nối giữa nhân dân với cấp ủy chính quyền về tham gia xây dựng các nghị quyết chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh của địa phương. Người uy tín còn được tiên phong làm kinh tế, có hộ thu nhập trung bình từ 100 đến 200 triệu đồng một năm. Phản ánh của phóng viên Truyền hình Nhân dân tại Lai Châu. Được người dân tín nhiệm bầu làm người uy tín, ông Lý A Quân thường xuyên phối hợp với các đoàn xã, tuyên truyền người dân tích cực lao động sản xuất, sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật, vận động bà con thực hiện tốt quy ước, hương ước của bản, không nghe theo những luận điệu sai trái, loại bỏ, hủ tục lạc hậu, giữ gìn và phát huy những bản sắc văn hóa dân tộc. Tôi là có một người ý kiến ở trong bản này. Tôi khi họp hành thì tôi lại tuyên truyền cho bà con. Thứ hai nữa là vận động bà con đi làm, làm ăn, làm khai thác cái gì tôi cũng tuyên truyền. Còn thứ ba nữa là tôi truyền về chỗ tả hôn ấy. Đây là tôi họp bản tôi cũng nhắc rất là nhiều rồi. Để phát huy tốt cái vai trò uy tín, trước hết là phải thường xuyên tập huấn, cung cấp thông tin cho người có uy tín để họ có thể cập nhật được những cái chủ trương, chính sách mới nhất của Đảng và Nhà nước để từ đó tuyên truyền đến nhân dân. Cái thứ hai
phải thực hiện tốt cái chính sách đối với người có uy tín. Hiện nay toàn tỉnh Lai Châu có 885 người có uy tín là bí thư chi bộ, trưởng bản, trưởng dòng họ, nhân sĩ, trí thức. Để hỗ trợ người có uy tín hoạt động, cống hiến, từ năm 2021 đến năm 2023, tỉnh đã thực hiện bảo đảm các chế độ chính sách cho người uy tín với số tiền 13 tỷ 267 triệu đồng. Người uy tín đã và đang là những hạt nhân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thưa quý vị, những năm qua, nhiều hộ dân tại tỉnh Thanh Hóa đã mạnh dạn đầu tư, ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất nông nghiệp, bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt, phát triển các mô hình cho hội viên nông dân trong tỉnh, ghi nhận tại huyện Như Thành. Năm 2022, chị Quách Thị Huyên, xã Xuân Khang, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, nhận thầu hơn 6 hectare đất để trồng bí xanh. Sau khi tích tụ được đất đai, gia đình đầu tư làm giàn, mái lưới, lắp đặt hệ thống tưới, bón phân nhỏ giọt. Nhờ đó năng suất chất lượng tăng cao. Bình quân một vụ 1 hectare bí cho thu hoạch khoảng 60 tấn quả, trừ chi phí gia đình thu về khoảng 150 triệu đồng. Ứng dụng khoa học kỹ thuật mới vào làm nó hiệu quả hơn rất chi là nhiều. Hiệu quả năng suất nó cũng cao lên gấp đôi so với là khi mà mình vận dụng cái kỹ thuật cũ. Để tạo điều kiện cho hội viên nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từ năm 2022 đến nay, Hội Nông dân huyện Như Thanh đã phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn hội viên phát triển sản xuất bền vững hiệu quả. Trong những năm tới thì chúng tôi tiếp tục phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Dạy Nghề để tiến hành đăng ký và mở các cái lớp tại thôn, tại chi hội và tại xã cho hội viên nông dân. Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đang tạo ra những đột phá cho ngành nông nghiệp huyện Như Thanh nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung. Với tiền đề này, các tổ hội nghề nghiệp có thể được thành lập, từ đó phát triển nông nghiệp an toàn quy mô lớn, tập trung theo chuỗi giá trị, đem lại thu nhập cao cho người nông dân.